Hôm nay là một ngày sự kiện trọng đại trong cuộc đời của các bạn ở đây, trong lớp ATP 31. Đối với các bạn, hôm nay là bước chân đầu tiên vào ngưỡng cửa của bầu trời, bắt đầu một hành trình chinh phục, một cái ước mơ, một đam mê. Và tôi mong muốn rằng trong tất cả các bạn chúng ta hôm nay, không có ai giữa chừng bỏ cuộc, không có ai xếp cánh, không ai từ bỏ giấc mơ của mình vì những khó khăn. Để có thể có mặt tại đây ngày hôm nay và theo đuổi con đường này, hẳn là trong lòng các bạn cũng có ít nhiều cảm xúc, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe xem lớp trưởng của chúng ta muốn chia sẻ điều gì với tờ lớp nhé. Nếu mà mình lập trưởng thì trong lớp của mình là không muốn có một cái môi trường như là người lớn, anh lớn, anh nhỏ. Chúng ta đều bình đẳng với nhau và cùng nhau chia sẻ kiến thức. Mong các bạn cùng nhau đồng hành cùng nhau để vượt qua 14 môn ATP suôn sẻ. Cảm ơn các bạn. Cuối cùng, một lần nữa chúc tất cả lớp chúng ta thành công, đạt được ước mơ của mình và cùng nhau, cùng bay việt, chúng ta sẽ đi xong chặng đường đầu tiên của mình, là chặng đường chinh phục, trở thành em woman nhé. Cảm ơn các bạn.